Chào các bạn, ở bên trước mình đã hướng dẫn các bạn phần tạo mới danh mục. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến bài tạo mình sẽ hiển thị ra các danh mục này. Thì đầu tiên này, mình sẽ tạo thêm một cái danh mục đi. Create này. Mình sẽ để là điện thoại đi. Mobile. Điện thoại. Thì mới thành công này. Ok. Thì cái lúc nó vừa mới load lại trang ấy, nó có một cái đoạn JS. Thì mình sẽ mở cái thằng double layout lên này. Các bạn tìm ra cái dòng frame loader này. Comment cái đoạn này lại giúp mình. Ok. Thì tránh cái việc load lại trang này. Đấy. Load trang thì nó không bị cái. Mình sẽ mở ra nhá. Đấy các bạn thấy không? Nó có một cái logo. Thì mình sẽ comment cái thằng lại. Để tránh cái việc load lại cái trang đó. Ok. Tiếp tục đến cái phần hiển thị này. Đây, là sách danh mục. Mình sẽ cần một cái table để hiển thị đúng không? Ngoài ra thì mình cũng cần phải có một cái chuyển chuyển cái href, chuyển cái thẻ, cái link đường dẫn URL này vào trong hai cái nút này để mình di chuyển giữa các trang. Mình sẽ mở cái file web.php này. Web.php này. Mình sẽ xem thằng đây, name của nó get release và get recreate. Mình quay lại double layout và tìm đến cái nút đó đây, thêm danh mục này, mình sẽ search chữ thêm danh mục này, thêm đây. Thì ở đây có hai thẻ A đúng không, hai thẻ A này thì mình sẽ phải cần phải sửa lại đường dẫn cho nó. Đây mình sẽ sửa lại này, root này. Get query create này, và chỗ này là sẽ là get query chấm lead đúng không, mình để lead đúng không. Ok, cái lead get query này, đây là root nha, root. Ok, mình sẽ thử di chuyển giữa các trang này, load lại trang trước này. Ok, đấy, nó đã nhảy được đến các trang tiếp theo. Bây giờ mình sẽ cần một cái table nhá, mình sẽ cần một cái table để hiển thị ra cái thông tin của cái danh mục này. Ở màn hình list này, mình sẽ cần một cái table. Thì cái table này các bạn cứ tìm ở trong cái theme hôm bữa mình đã đoán nhá. Rồi mình sẽ mở cái theme. Đây. Mở cái folder này ra. Và các bạn tìm cho cái form này, form table này, có một cái thư mục table. Các bạn vào cái trang này, trang data.html này. Open này. Đây, một vài cái table của nó. Symbol table này. Z grid. Đây mình sẽ sử dụng thằng symbol table này nhé. Đây, chọn chọn thằng responsive hover table nhé. Đây, copy cái chữ này. Responsive hover table này. Qua đây mình search. Nó ở trong cái simple này. Simple cho HTML nhá. Rồi. Đây, chính là cái này. Thì các bạn copy luôn cái đoạn row này cho mình. Copy toàn bộ thằng này. Đóng đóng nó này, đóng nó lại này. Và copy toàn bộ thằng này này. Qua bên này. Các bạn sẽ xóa cái head 1 đi. Và paste nó ra. Rồi quay lại cái paste của mình này, lại trang này.
Đây, mình đã có một cái table như này rồi đúng không? Thì mình sẽ đổi tên này. Chỗ này sẽ danh sách mục này. Repository. À, mình sẽ đóng cái này lại đi. Đóng cái folder team lại. Sẽ sửa cái thằng repository này. Xóa nó đi. Danh mục. Tiếp theo. Quay lại bên này. Ở đây mình sẽ có mở database lên nhá. Localhost này. PHP admin này. TechShop. Category. Mình sẽ có 1, 2, 3, 4. 4 trường, 5 trường. Mình sẽ có cả cái trường created nữa. Thì mình sẽ biết là cái này được tạo ra khi nào. Mình sẽ cần 5 trường. Đây, 1, 2, 3, 4, 5. Đúng, vừa cho 5 trường. Rồi mình sẽ tiến hành đổi tên này.